So sánh năm hoa khôi Bắc ảnh lừng danh Cbiz, Lưu Diệc Phi đến Dương Mịch đều gắn liền hình tượng đóa bông màn ảnh. Người đình đám nhất thì đã bay màu đầy bí ẩn. Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, hay còn gọi tắt là Bắc ảnh, vốn là ngôi trường nghệ thuật hàng đầu xứ Trung, là cái nôi đào tạo hàng loạt ảnh đế, ảnh hậu khét tiếng Hoa ngữ. Trong hàng vạn học sinh ấy, chỉ có vài cái tên được gọi là hoa khôi nhờ ngoại hình vượt trội cùng danh tiếng đáng nể thôi. Có xuất phát điểm cao là thế, nhưng mà đa số nàng hoa khôi ấy đều có sự nghiệp diễn xuất mờ nhạt lắm. Người giỏi nhất là Triệu Vi thì đã bay màu từ đời thuở nào rồi. Triệu Vi. Trong khi bạn bè còn đang chật vật tìm cách chứng tỏ bản thân thì Triệu Vi đã nổi đình đám với vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu Cách Cách. Còn ai dám tranh danh hiệu hoa khôi Bắc ảnh với cô nữa chứ? Có nhan sắc lẫn thực lực, thế nên sự nghiệp cô lên như diều gặp gió, còn nhận giải ảnh hậu kim kê lẫn kim tượng nữa cơ. Chẳng những thế, cô còn khiến người ta phải ghen tị vì kết hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long, thành tỷ phú khét tiếng xứ Trung đó. Ai mà ngờ được, nàng đại